giáo viên, nhân viên và các con học sinh trường mầm non Đại Xuyên yêu quý. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi lễ thành công, rực rỡ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình buổi lễ. 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 2. Đón học sinh đầu cấp. 3. Đại biểu tặng hoa. 4. Đọc thư chúc mừng năm học mới. 5. Cô hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học mới, trò chuyện cùng các bé và đánh trống khai trường. 6. Đại biểu phát biểu. Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội đến trường của bé. Vừa qua, tôi đã thông qua chương trình làm việc của buổi lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các bé. Khi trên tán cổng thị như chúng ta bắt đầu các bản nhạc hè, những màn gió thu thổi nhẹ trên má, xua đi cái nắng hè oi ả, nhường chỗ cho sự dịu dàng, mát mẻ của mùa thu. Chúng ta đang sống trong những ngày hào hùng mùa thu lịch sử và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong không khí đó, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là năm học xây dựng trường lớp mầm non xanh, an toàn, hạnh phúc. Tiếp tục hướng khắc phục vận động 20, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Xuyên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đại Xuyên, hôm nay trường mầm non Đại Xuyên long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 với chủ đề mừng ngày hội đến trường của bé. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ khai giảng năm học mới, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Ủy ban Nhân dân xã. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ông Dương Ngọc Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng có các ông bà đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể và lãnh đạo các thôn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu bà Kiều Thúy Vị, Hội trưởng Hội Cha Mẹ Học Sinh cùng các ông bà đại diện Hội Cha Mẹ Học Sinh của nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía các nhà giáo, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Năm học mới đã đến, cũng là lúc các cô giáo đón các bé vào trường. Cô mời các bé 3 tuổi vào nào, xin mời cô hiệu trưởng đón các bé vào trường.
Kính thưa quý vị, về dự chung vui cùng nhà trường, các lớp lãnh đạo có hoa và quà tặng cho cô và trò nhà trường. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Ngọc Ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ông Dương Ngọc Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đại diện lãnh đạo xã lên tặng hoa chúc mừng nhà trường cô và trò nhà trường ạ. Xin mời ban giám hiệu nhà trường lên nhận hoa. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội.
Nội ngày 5 tháng 9 năm 2022. Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023. Các nhà gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư, ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 5 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng viết: "Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày thị trường ở khắp các nơi. Các em biết thầy nhà vui vẻ như sau mấy tháng trời lụt ẩm, sau bao nhiêu cuộc chuyển hướng bất ngờ, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2022, chúng ta lại cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt sau một thời gian dài bất thường. Việc học tập bị gián đoạn thường xuyên bởi đại dịch Covid-19, thầy và trò nhà trường lại cùng nhau dự lễ khai giảng trực tiếp tại ngôi trường thân yêu, cùng nhau chia sẻ quyết tâm, niềm tin và hy vọng về một chặng đường mới trong học tập. Hết mưa là lắng thừng lên thôi, như ý nghĩa của câu thơ của bác: năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Chất lượng nền giáo dục của Việt Nam được nâng lên bậc năm, đạt thứ hạng 59 trên bảng xếp hạng quốc tế năm 2021. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức thành công, giáo dục vùng miền núi, biên giới hải đảo cùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ. Nhiều trường đại học Việt Nam có mặt trong các bảng xếp hạng đại học uy tín quốc tế. Bên cạnh đó, những thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã giành được trong kỳ thi Olympic năm 2022 đã một lần nữa khẳng định bản lĩnh khả năng vươn lên trong học tập và trí tuệ Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Các đồng chí, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên thân mến, một năm học bắt đầu khởi nguồn trong những hy vọng mới. Tôi đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành giáo dục đã lựa chọn năm nay, đó là đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục hãy nỗ lực tận tụy, đoàn kết sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần nhiệm vụ với nghề. Với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp chồng người vĩ đại, tôi mong muốn các bậc phụ huynh cùng quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái, làm gương tốt vì tương lai con trẻ, vì sự vẻ vang của gia đình, dòng tộc, quê hương, đất nước. Toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục kiến tạo một xã hội văn minh, trật tự và mẫu mực, hình thành văn hóa chuẩn mực xã hội tốt cho con em học tập và noi gương, xây dựng xã hội học tập dễ tiếp cận với mọi trẻ em, trong đó có trẻ thể các em học sinh. Hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí thức của nhân loại, có khát vọng cống hiến và tự cường, góp phần xây dựng đất nước ta thêm giàu mạnh và phồn vinh. Nhân dịp khai giảng năm học mới năm 2022-2023, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, Nguyễn Xuân Phúc. Vừa qua, chúng ta đã được nghe cô Vũ Thị Sa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đọc thư Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới. Xin trọng cảm ơn cô. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh, các con học sinh cùng các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, nhân ngày hội của các bé có rất nhiều các vị đại biểu, các phụ huynh về dự với chúng mình, đặc biệt có cô hiệu trưởng. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới,
cô hiệu trưởng rất muốn trò chuyện cùng các bé. Các bé ơi, để xem cô hiệu trưởng dặn dò gì chúng mình, các bé hãy ngồi ngoan và chú ý lắng nghe nhé. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai giảng, trò chuyện cùng các bé và đánh trống khai trường. Hoàng Thị Ngọc, Trương Quỳnh Trang, cô Nguyễn Thùy Liên, cô Phạm Thị Kiên.
Với những thành tích đó, cuối năm học nhà trường được công nhận tập thể năng động tiên tiến. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bậc phụ huynh, các cô giáo cùng toàn thể các con học sinh thân mến, phát huy kết quả đạt được căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, trong năm học 2022-2023, trường mầm non Đại Chiên sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ mầm non, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ và theo công văn chỉ đạo của các cấp, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, cúm A và các dịch bệnh khác. Tăng cường sự kiểm tra giám sát trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường theo quy định. 2. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục, tiếp tục duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1 kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đảm bảo an toàn cho trẻ, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm quản lý chăm sóc môi trường giáo dục, không dạy trẻ trong chương trình lớp 1. Tăng cường sự phối hợp hỗ trợ giám sát của ban đại diện cha mẹ trẻ về các điều kiện chất lượng hoạt động chăm sóc môi trường giáo dục trẻ tại trường, xây dựng môi trường văn hóa trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm thân thiện, giáo dục trải nghiệm an toàn lành mạnh, thiết kế vui chơi không thể nhất, các phòng chức năng sử dụng để đổi mới tổ chức các hoạt động, bồi dưỡng năng lực ứng xử văn hóa cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong trường ở các loại hình với 3 chương trình cốt lõi, yêu thương an toàn và tôn trọng. 3. Đầu tư nguồn lực chuẩn hóa hiện đại hóa mạng lưới trường lớp, củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trước trẻ em 5 tuổi. Phấn đấu huy động trẻ nhận trẻ là 60% ra lớp, trẻ mẫu giáo là 99% ra lớp, trong đó trẻ 4 tuổi, 5 tuổi đạt 100%. 4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên mầm non, đáp ứng tư tưởng đạo đức nhà giáo với 100% cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Chú trọng phong cách đồng phục làm việc, chuyển biến chuyển việc làm tốt, tấm gương nhà giáo tiêu biểu. 5. Thực hiện các cải cách nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ, đảm bảo 100% trẻ đến trường được ăn bán chú, kiểm tra sức khỏe và theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 1%. Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục phát triển thế mạnh của trường theo đặc thù vùng miền, chú trọng dạy trẻ có thể tố chất căn bản, khỏe mạnh, tự lập tự tin, có ngôn ngữ giao tiếp dễ dàng, mạch lạc, có hành vi thuận theo đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục mầm non. 6. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quán triệt công tác chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, chính phủ, của bộ về đổi mới và phát triển giáo dục mầm non, tổ chức các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ. Với những nhiệm vụ trên, trường mầm non Đại Chiên quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1 kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt tập thể lao động tiên tiến của những cơ quan văn hóa, chi bộ trong sạch mạnh xuất sắc. Thưa quý vị đại biểu, thưa các bậc phụ huynh, các cô giáo cùng toàn thể các con học sinh yêu quý, trong không khí náo nhiệt của ngày khai trường, tôi thay mặt các đồng chí cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường và 460 học sinh xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các thầy cô giáo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Đại Chiên, các ông bà lãnh đạo các địa phương và các ban ngành đoàn thể đã đặt trọn niềm tin và luôn theo sát chỉ đạo tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học. Cũng nhân dịp này, tôi xin được cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng và yêu mến cô và trò chúng tôi. Cảm ơn các cô giáo, các đồng chí cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong toàn trường đã nỗ lực rất mệt mỏi để tạo dựng nên hình ảnh của nhà trường trong những năm qua. Năm học mới bắt đầu nhiều thử thách trước mắt, nhưng chúng ta tin tưởng rằng bằng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, bằng sự tâm huyết và nỗ lực của người thầy, ủng hộ của các bậc phụ huynh, sự cố gắng của các học sinh, chúng ta sẽ lại tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới. Với niềm tin, phấn khởi, tự hào, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học 2022-2023. Chúc quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh sức khỏe, thành đạt, thành công. Chúc các cô giáo và các con học sinh năm học mới đạt nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, quý vị đại biểu và phụ huynh
dựng đánh chống khai trường. Tiếp tục là hướng dẫn cho các cháu thực hiện các
và học cũng như là công tác thực hiện cái vệ sinh cho các cháu ăn và đi đảm bảo lâu thì sẽ được và chúng ta thực hiện cái công tác an toàn công tác trong cái lòng học vừa rồi. Bên cạnh đó thì trường chúng ta cũng đang tiếp tục đẩy mạnh các cái phong trào thi đua trong nhà trường, các cái hội thi hội thao mà do ngành giáo dục tổ chức thì là sẽ đã tiếp tục tham gia thế và các đoàn thể trong nhà trường vẫn duy trì những hoạt động tốt các hoạt động thế và bộ nhà trường vẫn phát huy được cái vai trò lãnh đạo và tổng thể các cái mặt rất là tiếp tục nâng cao và chất lượng công tác giáo dục chăm sóc giáo dục trong nhà trường thế và kết quả năm học 2021-2022 của người trường trưởng đã báo cáo đấy là trường chúng ta vẫn tiếp tục là được huyện công nhận là trường tiên tiến và chúng ta tiếp tục là hoàn thành được cái mức độ chuẩn quốc gia mức độ một đây là cái niềm cũng là phấn khởi đối với lại cán bộ giáo viên và nhân dân. Bên cạnh đó thì chúng tôi nhân dân đánh giá cao sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ của các cấp ủy đảng chính quyền cũng các ngành đoàn thể nhất là các cái khu du lịch ở trên địa bàn mà trường chúng ta đóng các cái trung tâm như là địa điểm các quan tâm tạo điều kiện cũng là phối hợp để làm tốt cái công tác đảm bảo tình an ninh trật tự cũng như là bảo đảm các cơ sở vật chất trong nhà trường trong cái năm học vừa qua các bác đồng chí là năm học 2022-2023 đã bắt đầu trong cái điều kiện mà chúng ta thực hiện công tác giảng dạy và trong cái điều kiện là công tác phòng chống dịch cũng là tuy là cơ bản nhưng mà vẫn phải tiếp tục coi như là nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh cho các cháu học sinh đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với nhà trường. Để trước hết thì chúng tôi đồng thuận với nhận thức cao với cái 6 cái nhiệm vụ mà nhà trường chúng ta đã đặt ra trong cái năm học này mà đồng chí hiệu trưởng vừa đã nêu đấy. Thế và chúng ta tiếp tục là một là đến với nhà trường là chúng ta tiếp tục là phát huy những kết quả đạt được trong cái năm học vừa qua và khắc phục một số khó khăn của nhà trường để chúng ta tiếp tục coi như là xây dựng cái nhà trường chúng ta tiếp tục đạt lại được nhiều cái kết quả và to lớn hơn nữa trong cái năm học 2022-2023 này. Và trong đó chúng tôi nhấn mạnh những cái nội dung và đề nghị nhà trường quan tâm và tập trung chỉ đạo. Cái thứ nhất là triển khai thực hiện nghị quyết năm học theo cái chủ đề của ngành giáo dục và tiếp tục là cụ thể hóa những nghị quyết đảng bộ xã lần thứ 20 chủ động thiết kế các cái bài giảng làm sao mà rất là sinh động hấp dẫn và có cái sức lôi cuốn cho học sinh và phù hợp với điều kiện của các cháu trong cái từng điều kiện của từng lớp. Từng lứa tuổi để chúng ta tiếp tục nâng cao cái chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó thì vẫn tiếp tục thúc đẩy giáo viên là có nhiều cái sáng kiến kinh nghiệm, đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Các thầy cô giáo có nhiều cái bài giảng hay. Đấy. Cái thứ hai nữa là nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt đầu các lời mới trên đồng hồ. Đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã phát biểu ý kiến với nhân trường. Ông đã biểu dương những thành tích của cô và trò trong năm học vừa qua. Để đáp lại sự quan tâm của ông, các bé nhớ phải chăm ngoan học giỏi. Các con có đồng ý với cô không nào? Cô và trò nhà trường xin chân thành cảm ơn ông. Chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị đại biểu, mùa thu, mùa của những ước mơ trẻ thơ, mùa của năm học mới bắt đầu, để không khí ngày hội của bé thêm tưng bừng và thật sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu khách, quý phụ huynh, các cô giáo cùng các con học sinh cùng thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội đến trường của bé do cô và trò trường mầm non Đại Xuyên thể hiện. Quý phụ huynh, các cô giáo cùng các bé đến dự ngày hội đến trường của bé năm học 2022-2023 của trường mầm non Đại Xuyên ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý phụ huynh, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các con học sinh yêu quý, năm học mới đã đến, tiếng trống trường đã điểm và điểm tạo trong không khí vui tươi, phấn khởi và hạnh phúc khi các con đến trường. Tiếng hát làm rộn vang mái trường, làm rung động bầu không khí khai giảng, làm cho chúng ta thêm yêu cuộc sống. Và ngày hôm nay xin kính mời quý vị đại biểu, quý phụ huynh, các bậc phụ huynh cùng các bé học sinh
thưởng thức tiết mục văn nghệ do cô giáo và các bé trường mầm non thể hiện. Mở đầu chương trình văn nghệ là bài múa Chào năm học mới, sáng tác Phạm Hải Đăng, do các bé đến từ lớp 5 tuổi C biểu diễn. Xin mời quý vị cùng các bé thưởng thức. Thank you.
Thank you.
có lý do gì để dành cho các bé 100 vỗ tay thật lớn nữa không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình văn nghệ là bài múa Nhà Em Ở Lưng Đồi, sáng tác Đức Minh Trịnh, do các cô giáo trường mầm non Đại Sinh biểu diễn. Xin mời quý vị và các bé cùng thưởng thức. Cảm ơn.
của bạn Hiệp không? À, các bé sẽ tặng cho các cô giáo một tràng pháo tay thật lớn được không nào? Cảm ơn các bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng các bé học sinh yêu quý, tuổi thơ đẹp nhất là khi các con được học tập, vui chơi, hòa mình vào những điệu nhạc sôi động, vui tươi, nhí nhảy. Đến với ngày hội đến trường của bé ngày hôm nay, lớp 5 tuổi B2 xin gửi tới màn nhảy dân vũ Mi Mi Mi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
ngày đến trường, các cô giáo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Một ngày thật là mệt nhưng các cô rất là vui và các cô luôn cố gắng học tập, rèn luyện. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng nhóm lên sân khấu thưởng thức điệu nhảy dân vũ sôi động do các cô giáo với bài hát Hãy đến với con người Việt Nam tôi sáng tác Xuân Nghĩa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vàng. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, vương xuân phố xa đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau trong tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay. Với bao công trình từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Chương trình văn nghệ chào mừng xin được khép lại tại đây. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn.
cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, cảm ơn sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện cũng như góp công giúp đỡ cho trường mầm non trong năm học vừa qua và trong các năm học tới. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc khai giảng năm học 2022-2023 của trường mầm non Đại Xuyên. Kính chúc quý vị đại biểu, các vị thích quý, quý phụ huynh cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Chúc các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi. Sau đây, xin kính mời các vị đại biểu, các cô giáo cùng chia quà tổ chức cho trẻ vui liên hoan, sau đó cho các con về với gia đình. Xin kính mời các vị đại biểu ở lại tọa đàm rút kinh nghiệm cùng nhà trường. Xin chân thành.